Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot for Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn là người đặc biệt trong lòng ai lúc này Và đang dựng ra bài chung Mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài Tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 Để xem coi bạn là người đặc biệt trong lòng ai lúc này Và tại sao? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha giờ mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1 các bạn tụi một là những người có thể là đang đứng trước hiểu rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống Tuy nhiên thì các bạn vẫn cố gắng gọi là kiên nhẫn để có thể vượt qua mọi thứ Các bạn là những người có thể sống hơi đơn độc Hoặc là một mình bạn uh, Chỉ có một mình bạn mới thể giải quyết được vấn đề của mình và không ai có thể trợ giúp được Dạo gần đây có thể là có nhiều cái vấn đề khắc khoải, lo âu, tranh cãi, cạnh tranh, mệt mỏi Hoặc có những cái điều mình muốn nó không có được đáp lại cho nên đôi khi các bạn cảm thấy rất là buồn, rất là cô đơn, bơ vơ Và các bạn có khả năng là có khuynh hướng muốn sống một mình Muốn đi đâu đó thật là xa ha, để chữa lành Hoặc là có khả năng là một số bạn trong thời điểm hiện tại thì Các bạn có sự gọi là gác chuyện tình yêu sang một bên Bạn cảm thấy khá là kiệt sức trong thời điểm này Dường như có nhiều điều nó khiến cảm thấy cuộc sống của bạn nó có sự gọi là hơi bị xui Kiểu như là à, công việc cũng không có tốt đẹp bị người khác chống đối rồi có thể có những tình huống gì đó bất lực ừ. mặc dù có thể là bạn đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà cuối cùng các bạn cũng không có được cái kết quả mà bạn mong muốn như vậy cho nên là hơi bị nản ha Ở đây mình thấy thời điểm này các bạn nhớ chạy xe cẩn thận và không nên đôi co cãi cọ với người khác trong thời điểm này khá là nguy hiểm đó hãy tìm kiếm sự yên bình cho chính mình tránh xa đám đông và tránh xa những tiếng ồn ừ và tránh để bản thân của mình nổi nóng, nóng tính bởi vì đôi khi có thể là các bạn không có kiểm soát được chính mình thì rất là dễ gây ra những cái điều tổn hại cho bản thân cũng như người khác. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì bạn rất là đặc biệt trong lòng ai lúc này. Thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem tra bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. đây mình thấy bạn rất là đặc biệt trong lòng ba uh, người mang năng lượng nam nha <laughs> hoặc là có thể một người mà có ba tính cách hoặc có thể năng là ba người đó cái người đầu tiên thì mình thấy đây là một người có thể họ rất là nhanh nhẹn họ là một người rất là xông sáo, rất là năng nổ là một người có thể cũng um, có thể là cũng có sự quyết đoán và cũng hơi cọc tính một chút đây là một người mang nhiều năng lượng cũng khá là trẻ trung người thứ hai cũng vậy nhưng mà có vẻ cái người này họ tự tốn hơn họ nhẹ nhàng hơn và họ có sự gọi là đẹp trai hơn ha khôi ngô túng tú mà cũng là một người có sự gọi là muốn gì là sẽ là bất chắc để làm cho bằng được à, và người thứ ba là một người có thể là có sự kỹ tính thận trọng thích kiếm tiền chăm chỉ nỗ lực ít nói làm nhiều và có thể là cũng hơi khô khan thì mình thấy có thể là có ba đối tượng yeah một số bạn khoảng 60% phần trăm là cái người bạn yêu. nếu như bạn đã có người yêu thì có thể là cái đối tượng mà bạn yêu đó. À, và ngoài ra có thể có một số đối tượng dường như các bạn đã từ chối họ. Ừ, có thể là người cũ. số bạn ở đây có thể cũng có người cũ khá là nhiều. ở đây mình thấy có thể là cái đối tượng này là một người họ có một cái sự rất là năng nổ, chăm chỉ làm việc kiên nhẫn và kiên trì. có thể cũng gánh vác rất là nhiều thứ, nhiều việc cùng một lúc. Người này với bạn có khoảng cách với nhau Một số bạn thì có khả năng là các bạn đã chặn cái đối tượng nào đó rồi Hoặc là người này có đeo mắt kính Và ngoài ra thì có khả năng là đây là một người họ Như mình nói họ rất là nhanh nhẹn và họ kiếm tiền khá là tốt và ngoài ra có thể cái người này trong cuộc sống của họ thì có thể mọi thứ mọi việc họ cũng phải tự mình gánh vác tự mình giải quyết người này có thể là họ có một cuộc sống độc lập và tiền bạc cũng khá là hậu hĩnh hoặc là họ kiếm tiền rất là tốt nha rất là có thể cũng có khoản tiết kiệm hoặc cũng thích đầu tư vào đất đai nhà cửa rồi đó người này có khả năng là họ đã từng có những cái sự đổ vỡ những cái sự tổn thương người này rất là thích đi biển đi du lịch khám phá cuộc sống và ngoài ra thì mình thấy có thể họ có những vấn đề liên quan đến đau nhức xương khớp rồi đó một số người làm trong lĩnh vực liên quan đến uh, kinh doanh hoặc liên quan đến xây dựng hoặc là liên quan đến vận uh, chuyển, di chuyển. hoặc là liên quan đến uh, công nghệ ha. Đây mình thấy có thể là đây là một người họ cũng uh, có một cái sự biết tha thứ cho người khác á và người này mình thấy có thể là họ như mình nói rất là thích biển hoặc là cảm xúc của người này có thể là nó cũng khá là đậm sâu đây là một người họ cũng biết bảo vệ năng lượng của mình cũng biết có sự chữa lành bằng năng lượng cũng biết dành thời gian riêng cho chính mình à, người này mình thấy dường như là có nhiều bạn liên quan đến tình yêu thì như mình nói đây là người yêu của bạn hoặc là cái người này cũng được thần biết bắn mũi tên vào các bạn và đây là một người họ cũng biết tự thưởng cho bản thân của mình ha Người này mình thấy có thể là họ là một người có khả năng hiện tại họ nhìn về bạn Hướng về phía các bạn là hướng về phía tình yêu ừ. Đây đôi mắt của họ tràn trề tình yêu dành cho các bạn Đây có một số bạn có khả năng là cờ rớt của các bạn nữa ở đây tại sao các bạn lại đặc biệt trong lòng người này bởi vì họ có tình cảm với các bạn họ yêu thương các bạn và có khả năng là họ bị ám ảnh bởi các bạn khá là nhiều một số bạn cò rớ thì người này rất là muốn trở thành người yêu của bạn Bạn muốn có một cái sự gọi là cùng nhau phiêu lưu cho hành trình tình cảm và bạn là một người sống rất là nhân ái hoặc là nhẹ nhàng ha nhìn bạn rất là nhu mì hoặc là ngọt ngào trong mắt của những người này đây mình thấy có thể sắp tới họ muốn gọi điện nhắn tin hoặc là muốn rủ bạn đi chơi đi du lịch với nhau hoặc có khả năng là cái người này có một cái sự nghiện ngập về chuyện thể xác chuyện chăn gói các bạn khá là cao họ muốn được tự do thoải mái tận hưởng những khoảng thời gian riêng của hai người đây bạn là cái người mà họ hằng ao ước họ ước mơ nguyện cầu trong cuộc sống ừ. bạn là ánh mặt trời ánh dương đối với họ à, bạn là những cái điều gì đó mà gọi là tốt đẹp nhất ừ. thấy là như vậy đây người này họ thấy rằng bạn là một người rất là siêng năng chăm chỉ làm việc là một người rất là có nhiều ý tưởng sự sáng tạo là một người có cái nhiều cái sự lựa chọn có nhiều tham vọng nhiều ước mơ nhiều hoài bão và là một người khiến cho họ cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng khi tiếp xúc khi kết nối và đồng thời có thể họ cảm thấy rằng bạn là cái người sáng nhất trong những gì mà những người mà họ đã gặp trước đây là cái người đặc biệt nhất là cái người mà họ cảm thấy ấm áp cảm thấy vui vẻ khi mà có sự gọi là kết nối gần gũi họ rất là nể phục các bạn bởi vì các bạn là những người gọi là biết vươn lên biết tự lập và rất là thông minh và có sự gọi là thành thật trung thực Ừ. đồng thời có sự kiên nhẫn bền bỉ nữa và có thể bạn đẹp về mọi mặt ừ. ở bề ngoài có thể nhìn bạn rất là đan trang rất là hiền hậu hoặc là rất là nghiêm túc thanh cao và sang trọng bên trong thì có khả năng họ cảm nhận bạn là một người rất là sexy quyến rũ gợi cảm và cuốn hút à. là một người có sự cá tính và tự lực ừ. nhưng mà rất là đàng hoàng và tử tế và họ nghĩ các bạn là ước mơ của rất là nhiều người một số bạn dù đã ngắt kết nối chia tay nhưng mà người này vẫn còn ám ảnh về các bạn à, chưa có thể nguôi ngoai chưa có thể quên được ừ. và ở đây mặc dù vậy thì có thể là họ cũng có thể trong lòng cũng rất là thôi thúc rất là muốn kết nối lại vẫn còn mê mẩn các bạn khá là nhiều nhưng mà đôi khi là có những cái nỗi sợ liệu có thành công hay không, liệu bạn có chấp nhận hay không, hoặc liệu hai người có thể gọi là đi lâu dài được hay không trong khi hai bạn có những cái nỗi lo, nỗi tô xít độc hại, những bất an gì đó, hoặc là bạn có thể có nhiều nỗi lo, nỗi sợ trong tình yêu, ừ. thấy là như vậy ha. Ở đây những bạn nào yêu nhau người này họ rất là muốn làm chồng các bạn, muốn cùng nhau gọi là sang sẻ Lên kế hoạch để có thể tiến đến một cái giai đoạn kết hôn, sinh con đã cái với nhau ừ. Người này đang nỗ lực làm việc rất là nhiều nhưng mà trong lòng họ luôn có hình bóng của các bạn ở đây ha. Một số bạn cờ rớt thì cái người này họ rất là muốn tiến xa hơn với các bạn, muốn trở thành người yêu các bạn ừ. Rất hy vọng bạn sẽ có sự gọi là cho họ cơ hội à, còn những bạn nào mà ngắt kết nối chia tay thì có khoảng 10 phần trăm người này vẫn còn muốn cho nhau một cơ hội nữa nhưng mà có thể cái người này họ cần ở bạn một cái sự nhẹ nhàng hơn hoặc là có sự nhường nhịn hơn ha có sự hòa hợp với họ hơn nói chung hai người có những cái vấn đề gì đó mà hơi nan giải cho nên người này họ rất là muốn bạn hãy nghe theo ý của họ ừ. Mình thấy là như vậy hãy trao cho họ ha. hãy đầu tư cho mối quan hệ này thì cái người này họ muốn như vậy còn tùy ở các bạn các bạn có muốn hay không nữa nếu như cái người này họ muốn nhận nhiều hơn là cho và họ luôn bắt các bạn phải là cái người phải cho đi thì tốt nhất là không nên thỏa hiệp ừ. rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì bạn là người đặc biệt trong lòng ai lúc này đây mình thấy là người này là một người họ làm việc rất là nhiều rất là chăm chỉ và tỉ mỉ người này có khả năng là đối với họ bây giờ thì có thể là họ đang quan tâm nhiều hơn đến tài chính chăm chỉ nỗ lực làm việc hết sức mình và đây là một người có khả năng cực kỳ bận rộn và họ cực kỳ nguyên tắc cực kỳ lý trí họ có sự hơi lạnh lùng nhưng mà có một cái nét gì đó rất là xinh đẹp hoặc là cuốn hút À, người này là một người có thể là họ cũng có quyền hành địa vị trong tay hoặc là trong cuộc sống của họ họ luôn là mình tự đưa ra quyết định hoặc là một người làm chủ cuộc sống của mình họ rất là độc lập và à, tự do và không có thích uh, bị ràng buộc bị kìm hãm người này là người chung thủy và luôn nói lên sự thật ừ. thích họ, có thể thấy họ rất là thích gieo trồng ha và ngoài ra có thể là cái người này như mình nói hay thức khuya người này có đôi mắt cực kỳ sáng và đồng thời họ là một người luôn sống đúng với giá trị của mình Hoặc là luôn đứng lên bảo vệ quyền lợi cho chính mình Họ luôn mong cầu có một sự bình đẳng công bằng trong công việc cũng như trong tình yêu Đây mình thấy dường như người này có khả năng là họ cũng uh, trẻ tuổi hơn các bạn Hoặc họ đôi khi cũng có thể là có tóc bạc, tóc bạc sớm Có một số bạn có thể chưa gặp mặt được nhau Ngoài ra có một số bạn là có thể là, là cái người nào đó mà hai bạn đã lâu rồi không nói chuyện, không tương tác, đã chặn nhau rồi. Um cái người nào đó mà họ có thể là đã có những cái nhận xét phê bình chỉ trích gì đó các bạn khiến cho bạn cảm thấy uh, khó chịu chẳng hạn và họ rất là hối tiếc với cái điều đó hối hận với điều đó ngay lúc này người này có khả năng là họ hay diễn mọi thứ theo cái suy nghĩ riêng của họ đây là một người có sự tự tin tha và khá là cuốn hút và quyến rũ đây là một người có thể là họ biết thanh lọc, à, biết giải phóng, biết xây xây dựng và thay đổi chính mình để tốt hơn hoặc họ có thể là có khả năng nhìn thấu và sàng lọc những cái người không tốt người này có thể là họ hay có những câu hỏi à, hoặc là có thể họ cũng hay cầu xin ơn trên rồi đó ừ. đây là một người khá là hiếu kỳ và hơi tò mò một số bạn có thể hai bạn đang trong mối quan hệ với nhau hoặc là cái người này mình thấy có thể là họ trong mối quan hệ họ cũng rất là quan tâm đến người yêu của mình Ừ. và đây là một người có thể cũng có nhiều bài học trong cuộc sống và có thể người này cũng là một người hay giúp đỡ người khác cho lời khuyên rất là thích hợp phù hợp Tại sao các bạn lại đặc biệt trong lòng họ lúc này bởi vì bạn là một người có nụ cười rất là tỏa nắng rất là đẹp trai là một người rất là siêng năng chăm chỉ là một người cũng biết quan tâm biết quán xuyến mọi thứ chu toàn là một người có sự điềm tĩnh và có sự gọi là bí ẩn hoặc là có thể bạn có khả năng nấu ăn ngon hoặc là bạn rất độc lập trong cuộc sống của mình ừ, cuộc sống cũng có nhiều thách thức nhưng mà bạn vẫn có khả năng gọi là vượt qua tất cả hoặc là luôn có sự đổi mới chính mình bên cạnh đó có thể là bạn cũng là một người có thể là hòa nhã không không có thích chiến tranh hoặc không có thích gây cãi các bạn biết tập trung vào những gì quan trọng ưu tiên ừ. một số bạn có khả năng các bạn mệt à rớt thôi hoặc là có thể là có relationship cho nên là có thể một số bạn trong tình yêu cũng có thậm chí có những người kết thúc chia tay cũng có ở đây à, dù kết thúc chia tay nhưng trong lòng họ vẫn nghĩ về các bạn khá là nhiều Nào, và có khả năng là cái người này vẫn còn theo dõi quan sát ngóng trong Xem bạn có động tĩnh gì hay không. Có thể kết nối có thể chữa lành được hay không? Đây như mình nói đó, đối với người này bạn là một người có khả năng trở thành một cái người lãnh đạo tốt, một cái người gọi là khôn ngoan, khéo uh, diễn đạt, dẫn dắt chương trình nào đó vân vân và bạn nhìn giống như là một anh hùng một chiến binh <laughs> một người gọi là đạt được nhiều thành tựu và bên cạnh đó bạn cũng là một người biết giữ tiền biết đầu tư nhạy bén nói chung với người này họ có cái khuynh hướng khá là nể phục ngưỡng mộ các bạn và bạn cũng biết gọi là đến nơi chỗ dựa an toàn bảo vệ cho người khác đặc biệt những người thân yêu của bạn bạn cũng khá là hài hước hấm hỉnh và vui vẻ cũng là một người gọi là có cái tính giải trí khá là cao hoặc là kiểu một người có thể giữ cân bằng giải quyết mọi thứ giữa những cái xô bồ trong cuộc sống à, hoặc là bạn có thể um, biết quản lý tài chính hoặc là có khả năng vừa uh, làm ra tiền khá là tốt ừ. dường như cái người này họ cảm thấy bạn cái gì thì bạn cũng có đạt được hết cho nên là họ cảm thấy khá là bạn khá là hoàn hảo Ha đây mình thấy có thể những cặp đôi yêu nhau cái người này họ đang đang rồi là rất là muốn là bạn có sự nhắn tin nhiều hơn à, muốn hai người gặp nhau muốn đi du lịch với nhau một số bạn có thể quen người nước ngoài hoặc sống hai quốc gia khác nhau cho nên người này họ muốn đoàn tụ à, và muốn trò chuyện với bạn nhiều hơn người này có thể là họ cảm thấy hai người rất là xứng đôi vừa lứa với nhau cho nên là khi quen được bạn họ cũng có sự nâng cấp chính mình để có thể gọi là phù hợp ừ. mình thấy là như vậy và người này có thể là họ xem bạn là thế giới của họ và bất cứ điều gì của bạn họ điện muốn biết muốn là một phần trong cuộc sống của các bạn và bạn chính là cái ánh sáng mặt trời đối với họ là người đặc biệt đối với họ là người duy nhất khiến cho họ cảm thấy vui cảm thấy hào hứng cảm thấy nhiệt tình cảm thấy được truyền nâng năng lượng rất là nhiều và người này họ mong sao cái mối quan hệ này sẽ nhanh chóng có kết quả và có con có cái với nhau mình thấy là như vậy có một số bạn cầu rớt thì có thể là cái người này họ đang đợi chờ bạn lên uh, ra quyết định hoặc là uh, tán tỉnh ừ. thì có thể là họ sẽ chịu đó ăn thua là bạn có tự tin có hành động có chủ động hay không chứ người này thì có thể là họ sẽ quan sát thôi chứ họ không có chủ động đâu bởi vì cái người này họ biết giá trị của mình ha. yêu họ thích họ thì hãy nói như vậy À, có một số bạn cái nó chia tay cũng vậy thôi ừ. họ muốn bạn là cái người chủ động nhắn tin nếu như bạn muốn quay về và cho họ thấy được cái sự gọi là sáng tỏ mọi thứ mọi điều cái sự rõ ràng đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng ghi là bạn cũng đã có ai đó khác rồi cho nên họ cũng không có kỳ vọng cho mấy và có thể họ cũng đang có sự kết nối tìm hiểu uh, người mới hoặc là đang tập trung vào phát triển làm mới chính mình à. người này có khuynh hướng cũng không có sợ hãi khi bạn rời đi chỉ có khoảng khoảng chín phần trăm có một số bạn là cái người này họ có những cái lời nói gây, gây tổn thương các bạn cho nên là họ có sự hối hận hối tiếc thôi nhưng mà bây giờ cái người này họ cũng đã chữa lành xong rồi cũng đã có một sự gọi là lướt qua mọi thứ rồi ừ. cũng đã chấp nhận rồi ha nhưng mà bạn vẫn là cái người đặc biệt trong lòng của họ. từ này khá là đẹp tự tin tỏa sáng nghị quyết nhiệt tình soi nổi và rất là khéo ăn nói và rất là thích mua sắm có gu thẩm mỹ cao. thì mình thấy là như vậy. rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha. nhân mã ma kết bạch dương kim ngưu sử nữ bò cạp chữ cái trong tên chữ s chữ l chữ d hoặc đờ chữ f chữ a chữ y ngắn chữ y dài chữ x chữ z chữ b phở và chữ q rồi mình xin kết thúc các bạn từ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi uh, bạn rất là đặc biệt trong uh, lòng ai lúc này. Và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2. bạn tụ 2 hiện tại có khả năng bạn đang trải qua một cái giai đoạn rất là mệt mỏi, à, nhức đầu, mệt mỏi, áp lực hoặc là có những cái nỗi lo nỗi sợ gì đó. Các bạn đang được rất là nhiều sự quan tâm của ba mẹ các bạn ha, hoặc là một số bạn ở đây có thể là cha hoặc mẹ đơn thân. Dạo gần đây có thể một số bạn đang bị bệnh hoặc đang cỡ những vấn đề gì đó cảm thấy rất là chán nản hoặc đang rơi vào những cái vòng lặp gì đó trong quá khứ. Và có thể hiện tại các bạn đang cần thời gian để nghỉ ngơi. Kết nối với mẹ thiên nhiên nhiều hơn. nâng tăng cường nâng cao cái sức sống cũng như cái sự gọi là dương khí của mình nhiều hơn. Và các bạn tránh đi đêm trong thời điểm này và tránh suy nghĩ tiêu cực để tránh có những cái nguồn năng lượng âm nó ảnh hưởng đến các bạn. Đây mình thấy có thể là bạn đang nỗ lực rất nhiều, chăm chỉ siêng năng làm việc cố gắng. Nhưng mà có thể một số bạn do lo lắng nhiều hoặc là do quá sức cho nên là có khả năng các bạn cảm thấy mệt và kiệt sức và còn nghỉ ngơi thì cái nên lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình. Yeah. Những gì bạn cố gắng sắp có những thành quả xứng đáng rồi. Và bên cạnh đó hãy quan tâm nhiều hơn đến gia đình cha mẹ, nhắc nhở mọi người đi ngủ sớm và tránh thức khuya, cũng như quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Các bạn là những người cá tính và độc lập, muốn có một cái sự tự lực cực cường trong cuộc sống và rất là muốn giúp đỡ người thân cha mẹ của mình ừ. các bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi tuy nhiên đây là thời điểm mà có khả năng là có nhiều điều nó không có diễn ra như mong đợi hoặc có những cái sự giảm sút gì đó trong cuộc sống nhưng mà chắc chắn là mọi thứ nó sẽ ổn với các bạn trong thời gian tới cho nên hãy bình tĩnh và kiên nhẫn hơn một chút ừ. Rồi để mình xem coi um, bạn rất đặc biệt đối với ai lúc này đối với các bạn nữ thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn đang cũng vậy ha đây thứ nhất là mình thấy là mẹ của bạn đó ừ. hoặc là một người chị hoặc là một người bà ha ngoài ra có con cháu của mình nữa đó <laughs> số bạn có thể là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây Đây mình thấy có thể có tới hai người mang năng lượng nam nếu cái người đầu tiên là một người trẻ tuổi, nhẹ nhàng, tình cảm, nhân ái, ấm áp, lãng mạn Ân cần, chu đáo, hơi nhạy cảm Một người mang năng lượng nam nữa thì có thể là cái người này lớn tuổi hơn Người này có tiền, có địa vị, có tài chính, biết làm ăn, kinh doanh, đầu tư Hoặc có thể là một người mà hai tính cách Ở đây có cả người cũ, có người cũ ở đây ha Có khoảng 60% là một cái người cũ nào đó À, một số trường hợp có khả năng cái người này đã có gia đình hoặc là họ là một người hướng về gia đình hoặc là đã từng ly dị ha ừ. thì nói chung ở đây đây là một người có thể họ cũng được cái thừa những cái điều gì đó quý giá từ tổ, tổ tiên ông bà hoặc là có thể được uh, thừa kế tài sản người này á, mình thấy có thể là họ là một người rất là thích hoa thích bông và họ cũng là một người có khả năng nắm bắt cơ hội đến với mình hoặc là họ đang mong muốn kết hôn ừ người này là một người có thể cũng làm việc chung với cộng đồng hội nhóm hoặc là họ có khả năng là một người uh, luôn muốn làm những điều tốt tích cực cho cho cộng đồng chẳng hạn người này rất là yêu thương gia đình của mình và đồng thời có thể người này là một người có khoảng cách xa có thể họ với bạn ở hai cái khoảng cách vị trí địa lý uh, xa nhau ở một cái đại dương hoặc là một cái người ở nước khác và bên cạnh đó đây cũng là một người có thể thích đi biển Là một người có khả năng là phải tự quán xuyến mọi thứ Tự một mình mình giải quyết mọi việc Họ rất là yêu trẻ con ở đây Và cái đối tượng này thì có thể họ gần gũi với mẹ của mình là nhiều nhất ha Thế là người này cũng có những ám ảnh, những cái nỗi buồn gì đó trong cuộc sống của họ nhưng mà họ có sự che giấu họ sống hơi nội tâm á thấy người này họ thích ở những cái nơi mà gọi là gần thiên nhiên hoặc là có thể có nhà có cửa rồi đó và có thể trong cuộc sống người này có khả năng là họ cũng rất là muốn có những cái giấc ngủ bởi vì có thể họ làm việc và động não rất là nhiều hoặc là có thể cái người này họ cũng đôi khi có thể có mơ về các bạn Đây là một người họ có sự rất là tôn vinh, rất là trân trọng giá trị của bản thân mình nha Thế là người này có một cái tính tự tôn rất là cao Như tuy nhiên thì họ cũng có khả năng là nhìn thấy mọi thứ, mọi vạn vật theo cái cách yêu thương Họ cũng rất là ân cần, chu đáo và có thể người này họ nhìn bạn với cả mắt yêu thương Người này có một cái sự quyết tâm rất là cao trong cuộc sống của họ Và có thể họ rất là thích nghe tiếng sáo Hoặc họ có khả năng thổi sáo đây cũng là một người họ biết uh, tập trung vào chăm sóc sức khỏe hoặc thanh lọc cơ thể hoặc có thể cái người này họ uống nước khá là nhiều đó họ biết giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực uh, họ đang trong quá trình đó hoặc là những cái ám ảnh hoặc là những cái sự nghiện ngập gì đó ở đây đây là nghiện công việc hoặc là nghiện thức khuya đây là một người có thể họ cũng hay được ơn chơi hướng dẫn hỗ trợ để họ có thể có những cái bước tiến hoặc có những cái hành động phù hợp cho công việc của mình người này có thể là vẽ khá là đẹp ha hoặc là họ có sáng tạo làm trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật ừ. Đây mình thấy có thể một số bạn là người cũ khá là đông, khoảng 60%. Tại sao bạn lại đặc biệt trong lòng họ lúc này? Bởi vì có khả năng là bạn rất là xinh đẹp, bạn rất là cố ngút trong lòng của họ bạn là một cái người gọi là có giá trị là một người thành công một người siêng năng chăm chỉ là một người luôn biết đứng lên bảo vệ chính kiến của riêng mình biết mình muốn gì và cần gì là một người rất là sáng suốt và tự tin và luôn nói lên sự thật có những cái sự rõ ràng có thể một số bạn đã chia tay ngắt kết nối rồi nhưng mà có thể cái người này họ rất là nể các bạn ha, và chưa thể nguôi ngoai chưa thể quên được các bạn hoặc là kiểu như là họ đã có một cái sự xuất trận để có thể gọi là Uh, kiểu như là kết nối tình yêu nhưng mà cuối cùng lại không thành á cho nên người này cũng cảm thấy rất là ấm ức. Và có khả năng là bạn vẫn còn ở trong uh, hình ảnh của bạn vẫn còn trong điện thoại của họ hoặc là họ đôi khi cũng nhớ về bạn khá là nhiều, bạn vẫn còn trong tâm trí của họ khá là nhiều ở đây, thậm chí là trong khi họ làm việc. Có thể là bạn cũng là một người rất là giỏi ngoại ngữ rồi đó ha. Ừ. là một người có khả năng tự hoàn thành ước mơ của mình và có thể đứng vững trên đôi chân của mình đây bạn là người rất là sáng trí và là một người có sự gọi là thực tế có thể người này cũng khó họ nghĩ khó có thể tìm được một cái người có thể có giá trị độc lập như các bạn hoặc là có sự vừa quyến rũ vừa thông minh vừa gợi cảm mà vừa có sự gọi là tử tế đây có một số bạn cũng có người yêu nhưng mà không có nhiều là người cũ là bạn đặc biệt trong lòng người cũ là nhiều có tại vì có khả năng một số bạn chưa có yêu ai hoặc là số lượng người yêu ai rất là ít nếu mà bạn nào mà có người yêu thì có khả năng là cái người này họ rất là muốn hành động lên kế hoạch có thể họ cũng đã lên kế hoạch và họ đang chuẩn bị tiến đến bên các bạn để kết hôn mong muốn kết hôn xây dựng tương lai giữa hai người à, người này có cái sự gọi là chủ động đó có thể lúc trước thì họ tính thôi chứ chưa có hành động nhưng mà trong thời gian này có thể trong thời gian tới họ sẽ hành động đó bởi vì có thể là họ cảm thấy bạn quá quyến rũ quá, quá cuốn hút rất là tự tin và có thể sợ bạn sẽ có ai đó khác ừ đây thì mình thấy có thể là những bạn nào mà ngắt cái nó chia tay người này vẫn còn theo dõi quan sát các bạn từ xa và họ có thể đang dùng lực hấp dẫn để thu hút để manifest kiểu như là họ họ đang manifest phát để bạn có thể nhắn tin cho họ đó à, kết nối lại với họ ừ, người này cũng hướng về các bạn mà cũng muốn hành động đó nhưng mà con đang suy si xét và cân nhắc và quan sát các bạn có ai đó hay chưa à, họ cảm thấy bạn có quá nhiều người theo đuổi không biết là bạn có muốn kết nối lại với họ hay là bạn đã thực sự rời đi rồi tuy nhiên người này rất là muốn nói chuyện với bạn muốn làm rõ vấn đề bởi vì có thể là bạn rất là đặc biệt trong mắt của họ và khó ai có thể sánh bằng đây bạn quá bận rộn cho nên trong mắt những người này bạn rất là bận rộn bạn rất là nguyên tắc luật lệ kỹ cương và trật tự nha yeah. lá một là một hai là hai và là một người rất là yêu thương gia đình sống hướng về gia đình và cảm thấy cảm thấy ấm áp khi gần gũi các bạn giống như là nói chuyện đối với một cái thành viên trong gia đình gì đó họ cảm thấy bạn là người có khuôn mặt phúc hậu dễ thương à, và là một người cũng rất là hài đào hòa đồng thân thiện vui vẻ họ cảm thấy ấn tượng bởi vì cái sự hòa nhã, sự vui vẻ, sự hiền hậu, ánh mắt đôi môi nụ cười các bạn và đồng thời có thể bạn toát lên một cái sự gọi là quý phái, sang trọng, khí chất giàu có đủ đầy và có sự gọi là có trách nhiệm trong một việc mình làm ừ. ở đây mình thấy có thể là họ cảm thấy bạn rất đặc biệt rất là khác người so với những người con gái mà họ đã từng gặp nha yeah. bạn rất là riêng lẻ, bạn rất là nam tính luôn, rất là đàn ông luôn chứ không có không có như những người con gái khác ừ. thấy là như vậy hoặc là bạn có khả năng có sự gọi là thân thiện vui tính hài hước ờ, có khả năng kết giao với nhiều người hoặc là có thể cũng có tầm ảnh hưởng gì đó với một cộng đồng chẳng hạn ừ. cho nên họ cũng rất là ngưỡng mộ cái tài ngoại giao của các bạn hoặc cái sự độc lập cái sự gọi là kiên cường của các bạn rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì bạn là người đặc biệt đối với ai lúc này bạn rất đặc biệt đối với ai lúc này thì mình thấy có thể cái người này họ sẽ không có cho bạn biết rằng bạn đặc biệt trong lòng họ đâu thì người này với bạn là bạn bè hoặc là có một cái sự quen biết nhau một cái cộng đồng có sự nói chuyện và có thể là có một số bạn chưa gặp mặt người này có thể có đeo kính hoặc là họ là một người có kiến thức sâu và rộng ha họ là một người có đạo hoặc là một người có sự gọi là um, thích chia sẻ thích cố vấn hỗ trợ người khác người này có thể họ trẻ hơn các bạn và có thể người này họ thích sự tự do họ cũng là một người có tinh thần phóng khoáng à, rộng rãi và có sự thích đi du lịch đi đây đó nhiều thích nuôi chó hoặc là rất là trung thành và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này Thấy một số bạn 60 phần trăm là người yêu hiện tại ha hoặc là cái người này rất là được nhiều người yêu thích đó uhm. Và yeah, ngoài ra đây mình thấy có thể là có một cái người mang năng lượng nam nữa Đây là một người nhẹ nhàng, chân thành, biết quan tâm người khác lãng mạn và ân cần, chu đáo Có thể là bạn, có thể là bạn đặc biệt trong lòng của bạn hoặc là một cái người bạn nào đó của bạn ừ. Đây một số bạn dường như cái người này với bạn mới quen một số bạn là người yêu và có cầu rớt nữa ha mà đây là một người họ rất là yêu biển họ là một người khá là dễ thương và xinh đẹp là có khả năng là cái người này họ là một người cũng hay cười ha hoặc là một người kiểu luôn tận hưởng cuộc sống người này có thể hay mặc đồ sắc nách hoặc họ có một đôi bờ vai gợi cảm và đây là một người có khả năng là cũng hay uh, dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc là cũng có những ước mơ gì đó trong cuộc sống của mình người này mình thấy có thể là họ là một người rất yêu không khí trong lành hoặc họ có khả năng ở gần thiên nhiên cây cỏ hoa lá đây là một người họ biết tha thứ cho người khác ha Và ngoài ra thì họ là một người như mình nói thích vui chơi Thích dành thời gian để vơi chơi với thuốc với thuốc cưng hoặc với con nít Với trẻ em hoặc có thể năng là cái người này là mẹ đơn thân chẳng hạn hoặc là người cái người này họ làm trong lĩnh vực giáo dục hoặc làm việc với những đứa bé đứa trẻ Đây như mình nói một số bạn là người yêu của nhau thì bạn rất đặc biệt trong lòng của họ bởi vì họ yêu bạn và họ luôn nghĩ đến các bạn và có khả năng họ uh, cảm thấy bạn là một người có quyền lực, có sức mạnh hoặc là có khả năng gọi là kiểu rất là thu hút, quyến rũ <laughs> trong mắt của người này, đặc biệt là chuyện tình ái nó có một cái sự rung động mạnh mẽ. Uhm, bạn có cái sức cái sự ham muốn khá là cao hoặc là bạn là một người có tràn trề sức hút uh, nam tính. Bạn cũng là một người có rất là nhiều hoài bão, ước mơ hoặc là một người có khả năng muốn điều gì đó là sẽ làm cho bằng được bạn cũng là một người rất độc lập có tài chính vững chắc an toàn và là một người rất là tỏa sáng có thể họ nghĩ rằng bạn được rất là nhiều người yêu thích trong lòng họ họ bạn giống như ánh mặt trời và có thể họ cảm thấy bạn với họ rất là hợp nhau về nhiều mặt trong tình yêu tình cảm và có nhiều ý tưởng sự sáng tạo thì mình thấy là như vậy Nói chung người yêu này mình thấy dường như là họ yêu và họ có sự gọi là bị gắn chặt với các bạn và khó có thể gọi là kiểu tách tâm trí ra khỏi các bạn bởi vì họ luôn nghĩ về các bạn hoặc họ nghĩ họ với bạn có sự tâm linh tương thông với nhau ở đây một số bạn là rớt thì có thể người này cũng có nhiều sự lựa chọn hoặc là họ cảm thấy bạn là người có nhiều sự lựa chọn họ thấy bạn cũng quyến rũ cuốn hút như vậy đó có sức hút mạnh liệt và cũng là một người khát khao ham muốn nữa và ở đây mình thấy có thể là cái người này cũng có sự để ý quan tâm đến các bạn nhưng mà họ cảm thấy họ với bạn cảm thấy hơi vui khi mà nói chuyện với các bạn và bạn cũng là một người khiến cho họ cảm thấy uh, có được cái sự gọi là tích cực trong cuộc sống thấy người này họ đang chờ đợi bạn lên tiếng hoặc là chờ đợi tiếng yêu từ các bạn ừ. thấy họ có cảm tình nhưng mà họ có sự giấu kín họ đang đợi bạn hành động đó chung mà người này họ cảm thấy bạn rất là xuất sắc vừa đẹp trai mà lại vừa có sự thu hút mà lại có sự có duyên mà lại có sự hành động nữa lại có quyền hành có khả năng lãnh đạo nữa một người có khả năng tạo cảm giác cho người khác cái sự an toàn sự vững chắc và sự kiên định và biết quan tâm đến sức khỏe ừ, ân cần chu đáo ừ, ở đây mình thấy có thể là bạn có cái khuynh hướng tập trung vào công việc hơi nhiều Okay, những bạn nào mà đang yêu nhau thì cái đối tượng này họ đang rất là nhớ các bạn và rất là muốn được bạn quan tâm, yêu thương họ Hoặc là đôi khi bạn làm việc quá nhiều họ cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của bạn Rất là muốn bạn giữ gìn sức khỏe ừ, Người này rất là muốn được ôm lấy, yêu thương, ân cần, chăm sóc cho nhau Rất là muốn bạn hành động, chủ động và quan tâm họ nhiều hơn nữa Nói là như vậy À, có một số bạn là cờ rớt thì nói chung là cái người này mình thấy thể là họ cũng đánh giá bạn cao như vậy nhưng mà họ cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mà họ lại có tình cảm với các bạn do nên là nhưng mà họ lại thấy bạn có một cái sự hơi kiểu hờ hững hoặc là chưa có mở lời họ rất là muốn bạn mở lời ừ. để bản thân họ không có kiểu ngộ nhận cái vậy dường như các bạn có tập gym cho nên là dáng bạn rất là chuẩn hoặc là bạn có body sáu múi cho nên là có thể là thu hút rất là nhiều người ừ. có thể ở bạn toát lên cái sự trưởng thành ha? sự kiên định sự vững chắc sự an toàn sự mạnh mẽ sự quyền hành và đôi khi bạn cũng rất là kiên định dứt khoát và có sự gọi là mạnh mẽ và có cái to cao hoặc là có một sự thượng tôn tôn nghiêm quá cao luôn lắng nghe chính kiến của mình lập trường của mình đôi khi có thể thiếu cái sự uh, thấu cảm hoặc là thiếu cái sự gọi là lãng mạn nha yeah. nhưng mà cái cá tính sự lạnh lùng của bạn lại khiến cho cái người này họ bị điêu đứng <laughs> họ lại thích rồi để mình xem cô hoàng đã nói bật cho các bạn là của bạn của người đó bảo bình bò cạp sông ngư cự giải kim ngư bạch dương chữ cái trong tên chữ e chữ u chữ y ngắn chữ x chữ w chữ v chữ y dài n z chữ c chữ giờ hoặc đờ và chữ f rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi bạn đặc biệt trong lòng ai lúc này. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chi nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Trên liên kết năng lượng các bạn tụ ba các bạn tuổi ba là những người có thể vừa mới trải qua một cái biến cố gì đó khá là lớn trong cuộc sống của mình nó khiến cho bạn có khả năng là đang trải qua cái giai đoạn gọi là hơi nghiệt ngã buồn bã đau thương nhức nhói hoặc là chán nản thất vọng gì đó và có những cái yếu tố bất ngờ gì đó khiến bạn cảm thấy mỏi mệt đây một số bạn đang bị bệnh chẳng hạn đây mình thấy có thể là bạn rất là mong muốn được tiến đến hôn nhân có một mái ấm gia đình hạnh phúc và hiện tại đối với bạn bây giờ cái điều mà bạn quan trọng nhất lúc này đó là tiền cho nên mình thấy các bạn hết sức uh, nỗ lực kiếm tiền tuy nhiên mình thấy các bạn áp lực nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn và tránh tranh cãi với người khác à, có một số bạn mới uh, vừa kết thúc chia tay với ai đó hoặc là có sự mâu thuẫn trong gia đình hoặc là những mối quan hệ xung quanh hoặc là dạo gần đây các bạn uh, cảm thấy cuộc sống của mình mọi thứ nó không có thành công như mong đợi ha tiền bạc cũng không tới đâu mà công việc cũng uh, hoặc là tình yêu nó cũng có một sự gọi là chập chững. Ừ, nó chuẩn lại kiểu vậy. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì là bạn rất là đặc biệt trong đối với ai lúc này. Thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn, mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. đây mình thấy có một người mang năng lượng nam người này thì nói chung họ rất là tỉ mỉ rất là kỹ tính và ít nói làm nhiều năng lượng trẻ thông minh nhạy bén và có khả năng kiếm tiền khá là tốt đây mình thấy có khả năng cái người này với bạn mới quen nhau hoặc là có khả năng hai người quen nhau trên mạng xã hội chẳng hạn người này có thể là họ đang trong quá trình gọi là tập trung vào công việc có thể cũng có nhiều cạnh tranh trong sự nghiệp của họ. Hoặc đây cũng là một người có khả năng đang cảm thấy có một sự nóng bức khó chịu gì đó, người này có thể cũng hơi nóng tính một chút. Có thể người này họ cảm thấy bằng đặc biệt nhưng mà họ giữ trong lòng chứ họ không có nói ra ha. Ngoài ra người này họ thích đi du lịch, họ là một người thích khám phá, là một người ưa thích sự tự do, tự tại. Đối tượng này họ rất là yêu thương gia đình của mình Có thể có một số trường hợp là đã ly dị Hoặc là cái người này mình thấy có một cái sự gọi đổ vỡ gì đó trong sự nghiệp của họ Hoặc là tình yêu của họ có thể cũng bị phản bội chẳng hạn Người này có thể cũng khá là nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ đó Ở đây mình thấy ngoài cái người nam này còn có một cái người nữ nữa Đây là bạn đó đặc biệt trong lòng của bạn kiểu vậy hoặc ai đó mang nguồn năng lượng nữ người này có thể là một người lý trí quyết đoán dứt khoát mạnh mẽ cá tính kiên cường và có sự bất khuất ừ. và ở đây đây toàn là những cái người gọi là rất là tích cực ha rất là lạc quan luôn hướng về phía trước với một cái niềm tin cuộc sống của mình sẽ vững chắc và an toàn như vậy mặc dù cuộc sống của những người này rất là nhiều cái trong ga nhưng mà họ vẫn gọi là đứng vững, rất là lý trí để có thể biết phân tích tình huống, tình thế vấn đề. Có khả năng là trong lòng của cái người nam này luôn có hình bóng của bạn đó, và có thể hình bóng của bạn là như mình miêu tả đó, một người mạnh mẽ, kiên cường và dứt khoát, có cái tập trường riêng cũng như là một người có sự trung thực rõ ràng và sòng phẳng. người này mình thấy dường như là họ hơi con nít hoặc họ có một cái sự nghi thơ gì đó ở đây ngoài ra có thể người này cũng hay nghỉ trưa hoặc có những cái giấc mơ hoặc có những cái mong muốn gì đó trong cuộc sống cũng có những cái sự gọi là kỳ vọng về tương lai đây là một người đã muốn là họ sẽ làm cho bằng được ha người này có rất là chăm chỉ và kiên nhẫn và có ý chí nữa đây là một người có khả năng là họ cũng biết bảo vệ năng lượng của mình biết thanh lọc năng lượng của mình người này có khuynh hướng là khi có những cái bất đồng gì đó xảy ra họ có khuynh hướng giữ lấy chính mình và họ có khuynh hướng im lặng và họ tập trung vào bản thân thôi không muốn mất điên mất năng lượng với người khác ở đây mình thấy có thể có một số bạn đây là cái người đang trong mối quan hệ của các bạn uhm hoặc có thể họ có rất là nhiều những cái kết nối trong cuộc sống của mình Đây có một số bạn có khả năng là cờ rớt của nhau như mình miêu tả ha Hoặc là cũng có trong mối quan hệ người yêu Một số bạn là cờ rớt thì mình thấy có thể là bạn đặc biệt trong lòng họ À, bởi vì có thể họ cũng đã bước qua ra có những cái mối quan hệ gì đó tổn thương thì họ gặp bạn thì họ cảm thấy bạn có nguồn năng lượng của sự thấu hiểu của sự chữa lành sự yêu yêu thương sự bao dung sự rộng lượng họ cảm thấy an toàn khi mà có sự kết nối chia sẻ với bạn họ thích nói chuyện với các bạn họ cảm thấy bạn là người rất là khả ái mỹ miều và là một người có thể tâm sự cùng có thể cái người cầu rết này họ có tình cảm với các bạn họ rất là muốn hẹn hò với các bạn đó và có khả năng là họ có sự hay nhớ mong về các bạn đó. À, tương tư và có thể người này họ rất là khát khao cái nguồn năng lượng chủ lành của các bạn hoặc là bạn có những tổn thương gì đó họ cũng rất là muốn là cái người có thể gọi là san sẻ quan tâm và chữa lành cho các bạn ừ. Người này bề ngoài không nói ra Nhưng mà trong lòng họ đã uh, yêu bạn mất rồi Nhưng mà đôi khi họ sợ Không biết là bạn có nhận lời Hay là bạn từ chối Hoặc bạn có cảm tình với họ hay không Hoặc có khả năng có một số trường hợp là kiểu uh, Quen nhau uh, mà không có tính đến câu chuyện tình yêu Bởi vì có thể hai người có khoảng cách quá xa Chỉ xem nhau như là bạn Nhưng mà người này từ từ họ lại có nhiều cái cảm tình dành cho các bạn Ừ uhm. À, ở đây mình thấy những bạn nào mà yêu nhau có thể cái người này họ bạn là người đặc biệt trong lòng họ bởi vì họ yêu các bạn và uh, trong lòng họ bạn luôn là cái người gọi là ân cần chu đáo và biết quan tâm người này có thể là họ rất là muốn có nhiều thời gian hẹn hò các bạn ở đây một số bạn có thể là các bạn uh, đang ở xa nhau có khoảng cách với nhau và có thể bạn đang bị bệnh hoặc là họ đang bị bệnh mà bạn cũng là một người luôn biết chăm sóc quan tâm đến họ uhm bạn là cái người duy nhất mà họ nghĩ về lúc này có thể là người này họ đang muốn sắp xếp mọi thứ để có thể có nhiều thời gian cho bạn hơn và gần đây người này có nhiều việc mệt mỏi áp lực sức khỏe không tốt cho nên cần thời gian để ngủ nghỉ ha nhưng mà trong lòng họ vẫn nghĩ về các bạn bạn là cái vị thuốc hoặc là một cái vitamin chữa lành cho họ lúc này mặc dù có thể người này không nói ra nhưng mà tình cảm họ dành cho bạn khá là sâu đậm tuy nhiên thì có khả năng là đôi khi bạn cũng có những cái sự trở chứng <laughs> cũng có những cái sự kiểu như là anh có những cái lời nói gây cho họ cái sự tổn thương hoặc có khả năng hai người đã từng có những cái nhắc cái nói chia tay bởi vì những cái, những cái lời nói sự suy nghĩ um, thiếu cẩn trọng của các bạn khiến cho người này họ buồn cho nên người này họ cảm thấy bạn là người có hai thế cực một lúc thì bạn rất là nhẹ nhàng tình cảm ân cần quan tâm chu đáo một lúc thì bạn lại có một cái sự rất là quyết đoán dứt khoát lạnh lùng uh, mạnh mẽ và đôi khi có thể là người rất là đa nghi ừ. cho nên là bạn rất là đặc biệt trong lòng của họ bạn là một người khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc nhưng mà cũng là cái người khiến cho họ cảm thấy áp lực nhiều Người này thì họ lại thích bạn cái khía cạnh của sự ngọt ngào, sự ấm áp, sự nồng thấm thôi chứ họ không thích bạn lạnh lùng quyết đoán hoặc là kêu căng bởi vì họ sợ cái điều đó lắm cho nên mà khi mà bạn quá nhiều những điều này thì họ rất hy vọng bạn sẽ biết cân bằng và đo lường à, Thì không có khả năng là họ sẽ rời đi đây mình thấy có hình bóng cũ của một cái người nào đó đã chia tay các bạn rồi hoặc là thậm chí là chặn nhau rồi và đã rời đi hoàn toàn rồi nhưng mà đâu đó vẫn còn mê mê man hoặc kiểu như là vẫn còn nhớ vẫn còn ám ảnh về các bạn khá là nhiều nhớ vào những cái lúc mà bạn đã quan tâm yêu thương chăm sóc cho họ những lúc hai người có sự gọi là đồng lòng đồng sức yêu thương nhau nhau gắn kết với nhau và cái cái giai đoạn mà hai người có những cái sự hẹn hò lần đầu tiên rồi đó ừ, nó hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng mà hiện tại có thể năng là đó chỉ còn là trong uh, ký ức thôi uh, nhưng mà trong lòng người này vẫn còn nghĩ về đó rất là nhiều và đôi khi có thể cũng cảm thấy rất là tiếc nuối Ừ. có thể hai người chia tay nhau um, do sự nghi ngờ hiểu lầm rồi ra đưa ra những lời nói tổn thương rồi đôi khi có khả năng là do sức khỏe nữa yeah. thấy cái người này là một người lý trí dứt khoát thông minh có tài lãnh đạo khô khang và có tính kỷ luật rất là cao ừ. là một người ưa thi hành luật lệ nguyên tắc mình thấy là như vậy rồi để mình xem coi Đối với những bạn nam xem trả bài thì bạn rất đặc biệt trong lòng ai lúc này Đây mình thấy cái thể bạn rất đặc biệt trong lòng gia đình cha mẹ của bạn lúc này Và một cái người mang năng lượng nữ có thể người này họ trẻ chung hơn các bạn Người này có thể rất là thích kiếm tiền, chăm chỉ nỗ lực, siêng năng Và có thể họ xuất thân từ một gia đình khá là truyền thống Hoặc là một cái gia đình cũng sung túc đủ đầy đó người này họ là một người rất là quan tâm đến sức khỏe hoặc họ làm trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe chăm sóc sức khỏe hoặc là đây là một người rất là kiên nhẫn bền bỉ và có ý chí có sức mạnh à, người cũ ha ở đây người cũ khá là nhiều người này họ rất là nhanh nhạy và họ rất là yêu trẻ con và đây cũng là một người có sự hay nhớ về những kỷ niệm cái người này mình thấy có thể là họ có một số trường hợp có con riêng hoặc là họ có thể cũng được thừa kế tài sản gia đình rồi đó, ừ. à, cái người này thì mình thấy có khả năng là họ rất là mộc mạc, giản dị và đơn sơ, và trong cuộc sống của họ thì họ luôn muốn được yêu rồi uh, cho cho nhau một cái tình yêu vô điều kiện rồi tiến đến hôn nhân kiểu vậy và ngoài ra còn có một cái người mang năng lượng nam nữa có thể là bạn bạn xem mình là người đặc biệt hoặc là một cái người mang năng lượng nam nào đó mà họ nhanh nhẹn ha họ Ừ, có một sự quyết đoán và có một sự gọi là can trường và có tính khí cũng hơi nóng, hơi cọc. Ừ, là một người gọi là kiểu khi mà họ hành động thì khó có ai có thể gọi là vượt qua được họ. Người này thì có thể là họ luôn tìm cách để có thể giải quyết mọi thứ một cách nhanh nhất có thể. Ừ. Mang nguồn năng lượng trẻ ha. Đây là bạn bè cũ hoặc là người thân trong gia đình. Họ hàng. các bạn nữ này có thể có làn da với bạn có sự khác nhau về cái màu da đó đây làn da hơi nâu đây là một người có thể vẽ khá là đẹp hoặc họ có năng khí về nghệ thuật có sự sáng tạo họ cũng hay nhận được sự hướng dẫn từ ơn trên hoặc họ cũng thích hướng dẫn cho người khác hỗ trợ người khác à, đây là một cái người thầy tinh thần hoặc là một người làm trong lĩnh vực giáo dục chẳng hạn người này mình thấy họ có khả năng gọi là làm sạch và thanh lọc cơ thể thanh lọc năng lượng hoặc đây là một người có thể họ ưa sự sạch sẽ họ cực kỳ thích trẻ con luôn hoặc ở đây bạn nào có con riêng thì có thể là con của bạn ha đây là một người họ rất là chân thành với chính mình rất là thành thật với chính mình và biết mình thực sự muốn gì cần gì và luôn bảo vệ giá trị của bản thân Một số bạn có người cũ và có khả năng là một số bạn là người mà bạn đang yêu Thì những bạn đang yêu người bạn đặc biệt trong hồng họ lúc này là đúng Tại vì họ yêu các bạn Họ cảm thấy bạn là người chịu thương, chịu khó và họ yêu bạn rất là nhiều Và luôn có sự đầu tư mối hệ này Đôi khi rất là muốn gần gũi, ôm lấy nhau Hoặc là kiểu người này cũng có tính kiểm soát cái mối hệ này Họ luôn muốn được bạn quan tâm, ân cần, chu đáo Và có những cái sự ngọt ngào dành cho nhau Và khi mà Họ yêu bạn thì bạn luôn đặc biệt trong mắt của họ Họ muốn bạn có sự ngọt ngào hơn để giữ gìn cái mối quan hệ này nó tốt hơn ha yeah. Họ thấy bạn là một người chịu khó và kiên nhẫn Cũng như là một người có thể cũng có tiền, có bạc Họ cũng là một người biết quan tâm người khác Nhưng mà đôi khi các bạn cũng có sự hơi bị khung khổ Hoặc là bạn đôi khi có sự hơi che giấu tình cảm Hoặc có sự kiểm soát tình cảm khá là nhiều còn những bạn nào ngắt cái nói chia tay có thể người này vẫn còn tình cảm ha và có thể là họ đang nhìn và quan sát xem như thế nào xem bạn có muốn thỏa hiệp hay không có thể hai người chia tay nhau bởi vì cái tính kiểm soát hoặc là có sự gọi là hai người có những cái sự muốn tha túng đối phương không có thể thỏa hiệp được hoặc là do bận biểu công việc quá nhiều không có hiểu nhau và có sự hiểu lầm và và chia tay kiểu vậy Có một số bạn cờ rớt thì mình thấy có thể người này rất là muốn hẹn hò đó Nhưng mà bạn phải là cái người tán tỉnh, tỏ tình là người gọi là kiểu có sự hành động Còn riêng họ thì có thể họ đang gọi là chờ, ôm lấy cơ hội và chờ các bạn để họ có thể trao cơ hội cho các bạn những bạn nào yêu nhau người này họ rất là muốn bạn tìm cách làm thế nào để có thể tiến đến hôn nhân nhanh nhất có thể bởi vì người này rất là muốn uh, kết hôn muốn xây dựng gia đình muốn có con có cái với nhau và có thể họ rất là muốn có con gái với các bạn họ thấy bạn quá siêng năng làm việc chăm chỉ và đôi khi bạn uh, quên bẵng đi cái việc là xây dựng tương lai với họ người này đang cố gắng kiên nhẫn và chờ đợi khá là nhiều ha họ cảm thấy bạn là người đặc biệt là một người à, trưởng thành hơn so với độ tuổi là một người rất là biết lo xa biết tính toán biết cân nhắc và có thể um, họ rất là muốn cùng với bạn xây dựng tương lai nhưng mà họ thấy cái sự chờ đợi này hơi lâu hy vọng bạn sẽ giải quyết xong mọi thứ để có thể tiến đến hôn nhân với nhau mua nhà mua cửa à, có một sự dưỡng chắc đây, họ cũng có sự cầu nguyện với các bạn, họ cảm thấy bạn với họ khá là hợp nhau về cái sự gọi là hướng thiện hoặc là có những cái sự chân lý gì đó, khá là hiểu nhau. Ừ, giống như là những cái người đồng môn với nhau nói ra là hiểu, à, có thể cảm nhận hoặc có sự phát triển về tinh thần, ừ, khá là sâu sắc ở đây. Bạn nào có cái nói chia tay thì có thể người này đâu đó họ vẫn còn nghĩ hai người có cơ hội để tiến đến hôn nhân Tương lai lâu dài nhưng mà với điều kiện là bạn tìm về Còn bạn không tìm về thì thôi ha Người này họ có sự bị động, không có chủ động trong tình yêu đâu Tìm về với điều kiện là bạn cũng phải biết nghĩ suy và phù hợp với cái mong muốn của họ nữa Và cùng giải quyết vấn đề với nhau đấy là như vậy ừ. rồi đây mình xem cung hoàng đạo đó bật cho các bạn thấy là của bài học của người đó song tử bảo bình bọ cạp bạch dương nhân mã song ngư thì cái trong tên chữ tờ, chữ o chữ y dài chữ v chữ m chữ h g chữ k và n rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn